Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cái tựa game quen thuộc. Đó là tựa game mang tên City Car Gavin. Đây là một những cái tựa game mà chuyên về lái những chiếc xe hơi, xe con, ô tô rồi các kiểu đấy. Rất là quen thuộc với các bạn là fan của mình rồi đúng không? Hồi trước mình chơi khá là nhiều luôn, nhưng mình bỏ một thời gian khá là lâu rồi các bạn. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại trải nghiệm nó cho các bạn xem. Tại sao? Các bạn nhìn vô game đi. Hiện tại là cái game vừa có một cái bản mod phải gọi là xịn sò con bò luôn các bạn à. Đó là cái bản mod Mazda CX-5. Con này thì các bạn biết nào, bạn nào là fan mình thì các bạn sẽ biết, ở ngoài đời mình cũng có một con y chang như vậy luôn. Đó, một con Mazda CX-5 như vậy. Đó, mình vừa phát hiện là game có update bản mod này là mình vào mình trải nghiệm liền các bạn. Đó, thì cái con này là nó đời 2017, còn con mình là đời 2019 nha các bạn. Nói chung từ đời 2017 trở về đây thì cái ngoại thất nó cũng thiết kế chả khác nhau gì mấy các bạn. Thay đổi một số như mâm này nọ thôi, chứ nó ngoài ra nó cũng chả có gì khác, nên là nhìn nó cũng y tựa tựa như nhau rồi các bạn. Ok, đó thì đây. Cho các bạn xem một vòng nha. Cái thiết kế rất là chi tiết luôn các bạn ơi, mình mod vào mà mình thấy nó giống thiệt vải luôn ấy. À, từ cụm đèn nè cho tới cái phần ở phía dưới nè, rất là đẹp luôn. Đó, mâm xe này là mâm xe cũ nè các bạn. Mâm xe 2020 thì nó có update mới, cái kiểu mới. Con này mình thấy là phía sau đít nó đây là CX5 AWD. AWD là như là xe này là hai cầu luôn các bạn, chạy là hai cầu luôn ấy. Cái này chạy là đường núi là quá trời mạnh luôn nha. Đó, rất là chi tiết luôn. Con này thì hai ống xả nha, ống xả tròn. Phiên bản cũ thì nó là ống xả tròn các bạn, còn cái phiên bản mới 2020 trở về đây là hình như là nó ống xả hình vuông ấy các bạn. Kiểu chữ nhật ấy, nó vuông vuông ấy. Đó, chỉ có vậy thôi. Nó ngoại thất này, giờ mình coi nội thất thứ coi. Ở đây. Wow! Các bạn nhìn nè. Ngoại thất y chang gọi là chiếc xe của mình luôn các bạn ơi. À, nội thất chứ, đây, cái vô lăng này các bạn thấy không? Đó. Rất là chi tiết luôn ấy. Rồi. Mình thấy có cụm đèn nhan rồi đặt các kiểu nè, đây là đèn đây là gạt mưa các bạn. Đó. Rồi, táp lô cũng là cái bảng đồng hồ của Mazda luôn, cũng ba cái thông số các bạn. Thông số đầu tiên là tua máy, thông số thứ hai là km trên giờ nè. Và cái bảng thứ ba là cái bảng info. Bảng này không biết tí đề máy nó có hiện lên không nữa. Và với một cái màn hình nữa đó các bạn. Màn hình là màn hình cảm ứng nha, để điều khiển giải trí trong xe, không biết đề máy nó có lên không nữa. Đó, hộp số này là hộp số tự động à. Nhưng mà tí chắc mình chạy số sàn trong game này chạy cho nó hay các bạn, chứ chạy số tự động thì nó bình thường quá. Đó, có máy lạnh rồi các kiểu nè, nói chung núm điều khiển nó y chang xe mình luôn các bạn. Có cái hơi khác là cái các bạn thấy cái ghế không, con này thì được ốp da bò các bạn, cái màu da bò nè, còn con mình thì màu đen. Rồi, cửa sổ trời rồi nè. Wow, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đâu, bây giờ mình đề máy lên thử các bạn. Trả về no, rồi đề máy lên. Ui, các bạn thấy không? Đề máy là màn hình nó lên luôn nè các bạn. Màn hình y chang cái chiếc xe mình luôn. Rồi với cái phần mà các bạn, mình làm sao đây có cái con chuột để chỉ các bạn đây. Nói chung là cái phần mà máy lạnh đây nó cũng hiện thông số đây luôn nè. Đây, cái phần mà đồng hồ nó cũng hiện luôn các bạn. Đồng hồ bên phải nè cũng hiện luôn. Wow, hay tới nhờ. Cái bản mod thì công nhận hay ấy. Ui, về hiện tại xe mình đang báo là gần hết xăng, thì các bạn thấy cái xăng nó chớp chớp không? Thì bây giờ công việc đầu tiên mình sẽ là đi đổ xăng cho nó nha. Và hôm nay mình sẽ dùng cái con này không phải là chạy bình thường các bạn, mà mình sẽ dùng nó để đi kiểu là chạy Uber ấy, đi rước khách. Đó, trong cái tựa game này cho các bạn xem một cái update mới trong cái tựa game City Car Gavin này. Đây, mình mở cho các bạn xem, đây là cái điện thoại mình nha. Cái chế độ đầu tiên là Uber này, là cái chế độ mà rước khách nè. Đó, nó như là Uber đấy các bạn. Còn cái chế độ mà cargo này là cái chế độ mà kiểu là chở hàng hóa dùm mấy cái người mà người ta ship hàng đấy, kiểu là như mình là anh shipper đấy các bạn. Đó, thì bạn nào muốn mình làm cái nhiệm vụ này thì chắc trong tập sau mình làm nha. Còn nay mình sẽ làm chở khách trước. Bây giờ mình sẽ đeo dây an toàn vào. Rồi, hạ thắng tay. Rồi, chắc bây giờ mình sẽ đi tìm một cái cây xăng nào gần đây nhất để mình đổ xăng các bạn ơi. Có một cây xăng ở đây nhưng mà nó lại nằm ở ngoài cao tốc rồi. Đây có một cây xăng trong thành phố nè các bạn. Đây,
mà từ đây là đây cũng hơi bị xa đó các bạn, nhưng mà thôi mình cứ chạy trong đó đi, cây xăng thành phố đỡ hơn mình phải chạy ra ngoài các bạn ơi. Rồi đi nha các bạn, vô số 1 rồi chạy ra nè. Hoài đã thật sự mà hàng ngày đã lái gọi là xe CS5 ở ngoài đời chưa đã, bây giờ vô game lái nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ ra phải nè, đây nhá, nhanh phải nè, có đèn vàng là đi luôn. Để mình coi cái đèn nhanh ở ngoài này coi, ở đây đèn nhanh này các bạn thấy không đó, nhanh trước nè. Ở cái đèn nhanh này nó sai vị trí các bạn, đèn nhanh của mình nó nằm vào cái đèn mà sát góc bên này nè các bạn thấy không, nó sẽ có hai cái cụm đèn, cái đèn mình nó nằm bên này, nó nằm ở chỗ này nè các bạn, đây đây đó. Ok kệ đi, bây giờ mình đi đâu tiếp đây, mình đi nhầm đường rồi, quẹo đây quẹo đây. Đây, vô đường này các bạn ơi. Đó. Rồi, vô nội thất lại coi. Đây. Rồi, ok. À, kèn đó nè. Rồi, mình sẽ đi chuẩn bị rẽ phải các bạn ơi. Cái bản đồ mini ở trên góc bên phải các bạn đó, nó phóng to lên quá à. Ê, trời ơi, cho nội đó. Hình như là mình quẹo phải vô cái đường này thì phải. Đúng không ta? À, đúng rồi các bạn. Đây, quẹo phải qua đây nè. Rồi, quẹo phải qua. Rồi, chuẩn bị phía trước là một cái bùng binh. Mình sẽ qua cái bùng binh đó luôn. Đây, như đây là cái bùng binh đấy. Rồi, vô bùng binh là mình sẽ nhanh trái nha. Ê! Thôi xong rồi các bạn ơi. Gặp tai nạn rồi. Ê, đụng với bà chị đó rồi các bạn. Mình nhanh vào sao bà chị phải sau lưng mình vậy? Mình cũng quên nhìn cái kiến bên bên trái nữa. Bà chị nó chắc không sao đâu các bạn. Rồi bà chạy tiếp tục rồi. Rồi đến đây thì mình sẽ rẽ phải nè. Bây giờ chạy khó lên chứ phải dễ được các bạn ơi. Đâu rồi cái đèn nhanh tôi đâu nữa rồi. Đây tắt đèn nhanh nè. Rồi bây giờ mình sẽ rẽ phải. Xa thế nha, cái xăng gì mà xa dữ vậy. Chạy tới nơi không biết còn đủ xăng để chạy không nữa đây nè. Rồi, đây 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 cái xăng này các bạn ơi. Đây. Rồi vào cái xăng các bạn. Mình cũng chưa biết đổ xăng như thế nào nữa. Rồi, hiện tại là mình đã đến được cây xăng rồi. Ghé đổ miếng xăng các bạn ơi. Đây, rồi. Hình như là bấm E để đổ xăng hết ha. Tắt máy. Đến khi mình tắt máy xe, thắng tay lại, rồi bấm Enter. À, đây các bạn, đó, đang đổ nè. Không biết đầy bình chỗ này là bao nhiêu nữa. Chưa có chạy được cuốc nào các bạn. Bây giờ là phải đầu tư đầy bình xăng để đi. Rồi, ok, chúng ta đã đổ tổng cộng đầy bình là 8 lít nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục để máy lên. Rồi, hạ thắng tay. Rồi, bây giờ mình bắt đầu là mở cái điện thoại lên để mình bắt khách nha các bạn. Đây. Cái vị khách chúng ta sẽ bắt ngày hôm nay đây, Star Orange gì đấy, cái gì đấy. Ok, mình đã mở cái app lên nha các bạn. Và mình đợi một tí coi khi nào có khách book mình nha. Ở đây ok có rồi nè các bạn. Vị khách này cách mình là 0,7 mét à. À không, 7 mét các bạn. Nó nằm ở đâu ta? Đây, CBS đang dẫn mình nè các bạn. Quẹo phải qua đây. Đâu? Ai đâu? Gì 7 mét gì mà xa vậy? Cái gì vậy chú cảnh sát? What the hell chú cảnh sát luôn à. Tự nhiên cái lạng qua bên làng của mình các bạn. Trời ơi, chú cảnh sát say rượu rồi. Chú cảnh sát xin rượu rồi các bạn. Ủa ta cái chỗ nào vậy? Hồi nãy mình thấy nó để 0,7 mét mà. Cái này mình
cứ như là 700, gọi là gần một cây số luôn các bạn, 700 mét đây. Rồi tới đây ghé, ghé trái. Thôi mình lách qua mấy xe này đi cho nó lẹ các bạn. Vượt đèn đỏ hơi nguy hiểm tí. Nào anh trai, lẹ 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 lẹ. Ơ sao lại sai đường? Mở cái bản đồ nó tức thế nha. À chạy thẳng. Ủa nó nằm trong cái khu này nè các bạn ơi. Rồi như vậy là phải nhanh phải. Khổ thằng này chứ. Rồi mình làm kẹt đường khu này luôn các bạn ơi. Từ, mọi người bình tĩnh để em xử lý. Rồi ok. Ê ê ôi, bé là đi chạy ông này rất là nguy hiểm nha các bạn. Rồi mình đã vào đúng lane rồi các bạn, đã vượt đèn đỏ luôn. Ê quẹo 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 đây. Khổ thằng quá các bạn. Rồi bây giờ lại quẹo phải nữa nè. Xa được chứ. Rồi đâu nữa? Cái này là như cái khu chung cư ấy các bạn. Cái khu chung cư rồi khách này ở trong cái chỗ này hay sao ấy. Đâu, khách đâu? À đây đây đây, hình như là ông này. Đúng không? Hello anh trai. Hello anh trai. Ơ, rồi làm sao cho ông lên ta? Nào, thắng tay. Ủa làm sao cho ông lên được ta? Mình không biết làm sao cho ông lên nữa. Tại mình chạy sát sát vào lề một tí nha. Đây. Rồi, à đây, chạy gần vào cái lề ông lên mới được các bạn. Rồi, cái địa điểm ông đi là ở đâu đấy? Ui, từ đây. Xong mà chạy ra tiết đằng này. À rồi ok anh ơi. Rồi mình phải lùi lại các bạn. Nên bật cái kiến hậu ơi. Đây có cái kiến hậu nè các bạn. Rồi đi thôi, let's go. Đeo dây an toàn vào nha anh trai. Rồi tắt kiến hậu. Cái này cái game mà nó đang bị lỗi là khi mình trả vô lăng lại mà nó không tắt đèn nhanh các bạn. Đấy, mình phải tự tắt bằng tay. Nó kêu cà tích hoài. Đây. Đây là anh trai áo cam các bạn. Vị khách đầu tiên trong ngày hôm nay của chúng ta. Rồi, rồi đèn xanh nha các bạn. Bây giờ có khách rồi mình sẽ chạy đúng luật một tí nha. Rồi tiếp tục ở chỗ cái ngã tư này mình sẽ quẹo phải. Thắng gấp quá khách cũng không chịu nữa các bạn. Ui như vậy là không chỉ là mình lái xe bình thường đúng lực mà chúng ta còn phải gọi là chạy mượt mà tí nữa các bạn. Chạy nhanh quá nó cũng không chịu nữa. Khách đang đánh giá mà các bạn thấy bên góc trên bên không biết cái camera mình nó có che không nữa các bạn. Hình như cái camera mình nó bị che rồi. Ở dưới cái bản đồ ấy các bạn nó có hiện cái những cái gọi là ý kiến của hành khách ấy. Đó, thắng gấp quá nó cũng không chịu nữa. Khó thế anh trai, tôi đuổi anh xuống xe luôn à. Rồi tiếp. Đi xe mình lái mà anh nói nhiều vãi nồi. Anh thôi anh qua anh lái luôn đi. Rồi anh đang khen mình chạy tốt nè. Rồi vào thì mình sẽ nhanh trái. Rồi như là ra cái lên ra đây các bạn, ra đường này. Rồi ok. Không có dễ đâu nha các bạn ơi. Cha nội này khó tính lắm luôn ấy. Tí chân đánh mình một sao luôn các bạn. À, cái đường mà ông xuống bên kia lộ các bạn. Từ. Để mình sẽ xem nhá. Ông xuống bên kia lộ rồi mình phải quay đầu đây luôn đi chứ mất công chạy lên chi đằng kia. Đúng không?
ông xuống đây đi, ông mất công thì tôi chạy lên tiếp đằng kia quay đầu. Chỗ này được được quyền quay đầu mà. Rồi anh trai tính ơi. Ui ui, đánh mình có 2 sao rồi các bạn. Ui, khổ thằng. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp tục và đợi cái khách tiếp theo nhá. Để làm sao. Ê! Cái gì vậy? Ủa, đường này đường một chiều à? Ủa, đường hai chiều mà sao ông nội nó chạy ngược chiều vậy? Ok, có khách nữa nè các bạn. Enter. Phải chưa, mình đang chạy, ông chạy trước mặt mình luôn các bạn. Nguy hiểm phải. Rồi, rẽ phải. Rồi ga lên nào đây. À, gạt cái đường này các bạn. Rồi, cái khách tiếp theo đang cách chúng ta cũng hơi bị xa luôn ấy. Này như là chạy thẳng luôn ấy. Coi bắn đồ cái nha. Chạy thẳng luôn lên cái vùng bên này. À, vô cái khu này các bạn. Ok. Cái game này được một cái khá là hay các bạn, đèn xanh đèn đỏ nó rất là nhanh luôn. Chứ nó không có lâu. Nó cái gì vậy? Sao kẹt đường đấy rồi? Ui. Cái gì vậy? Hung đít nhau rồi các bạn. Coi. Phun đít nhau. Mấy thanh niên chạy trong này cũng ngáo đá lắm các bạn ơi, gây tai nạn từ lưa hết trơn ấy. Đèn đỏ nha. Rồi dừng lại luôn cho đúng lực nha. Rồi đèn xanh, đi tiếp tục. Nào, cái số 1 mình nó cứ bị lỗi hoài. Sao vậy? Rồi mình thấy được cái bùng binh phía trước rồi các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ nhanh trái vào cái vòng xoay này. Từ từ, nãy vô vòng xoay. Ê, niên nó chạy chán thế nha. Chạy cứ đạp thắng hoài. Coi kỹ các bạn, nãy mình vào vòng xoay mình hút cái bà nội bên trái. Cái đường này đang sửa rồi. Rồi ra đây. Quẹo phải ra đây. Đó. Rồi những khách nằm trong cái khu này luôn nè. Ai vào đây các bạn. Đâu khách đâu? Khách ơi, khách ơi. À đây. Khách bên trái mình nè. À đây, bà chị nè. À hello chị nha. Hello chị gái. Ok. À bà lên xe. À hello chị nha. Wow, mặc đồ lịch sự gì hả? Đi làm hay sao ấy? Chị đi đâu chị? Đâu để coi cái chỗ bà chị đi coi. Ui dồi, cái gì đâu mà đi lạng từ lưa vậy? Bây giờ đi ra. Ra cao tốc rồi đi cái vòng lại rồi vô thành phố lại. Ui dồi ôi. What the hell luôn. Bây giờ là phải chạy ra cao tốc là các bạn. Chỗ này có chỗ nào ra không chị ơi? Chắc mình quay đầu ra luôn đi các bạn ơi. Chỗ này mình không thấy có cái chỗ nào để ra hết đấy. Rồi. Mở cái kính hậu lên. Rồi. Đó, quay đầu ra đi. Như vậy cho chắc. Mình điểm ra cũng phải điểm lên từ từ các bạn, chứ không phải giọt một cái là giọt luôn. Chạy kiểu đó bà chị bả cũng không chịu nữa các bạn. Rồi. Đây là khu vực đường lớn nha các bạn.
Các bạn thấy hiện tại cái đường này cái len nó đang là len nét liền không? Thì cái len này chúng ta sẽ không được phép quay đầu lại nha, không được phép lấn len luôn. Nên là bắt buộc mình phải tìm một cái đường nào đó nó quay lại. Đây, và như là phía trước nè. Chỗ này hay gì nè. Ê, cái gì anh công an? Ôi, bên công an chạy xe trong này phải cả nồi luôn. Chơi thắng gấp không rồi các bạn. Hồi nãy thì gặp anh kia là đụng cái đầu xe mình. Ui anh ơi. Ê, đấy, chạy kiểu đó không đấy. Phải chừng. Hình như là tới đây mình sẽ quẹo phải ra nè. Công nhận cái đường mà mình để đi qua cái len bên kia ấy cả một vấn đề các bạn, không có đơn giản đâu. Đây mình ôm cả một vòng luôn mình mới qua được cái len bên kia. Đây giờ mình phải lên lại cái đường này. Rồi cha nội nó cũng đi y chang mình luôn các bạn. Đó. Phải bọc xuống cái dốc cầu ấy rồi mình mới qua được cái len bên này. Ồ, cha nội ơi, chơi chạy thắng gấp không, ra đi. Đừng sợ, đi đi. Rồi. Ok nha các bạn, mình đã quay đầu lại được rồi. Bây giờ mình sẽ chạy vào trong trung tâm thành phố. Trời ơi. Chán được chứ. Chạy thế thì chết tôi luôn rồi. Rồi phía trước là một cái bùng binh, tới bùng binh đó mình sẽ rẽ phải luôn nha. Ra bùng binh là rẽ phải luôn. Đây, chỗ này nè các bạn, ra là rẽ phải luôn. Rồi, tới cái ngã tư phía, ngã ba phía trước lại quẹo phải nữa. Rồi, quẹo phải vô đây các bạn. Lại quẹo trái nữa. Đang đèn đỏ nha các bạn ơi. Để tí, như là gần đến rồi các bạn, vào thành phố này mình nhớ nhanh lắm. Ok đèn xanh rồi, đi. Đây. Rồi, tới phía trước quẹo phải cái nữa. Đây, chắc cái chỗ mà chiếc xe đó vừa vào các bạn. Đây chỗ này. Quẹo phải vào. Đó. Rồi chạy thẳng luôn. À đến nơi luôn rồi các bạn, đến nơi luôn rồi. Bả xuống đây. Tới nơi chị ơi. Đâu? Xuống giùm em chị ơi. Đâu rồi, bà chị đâu rồi? À đến nơi chị ơi. À thắng tay lại. Sao khách chưa xuống nữa? Rồi mình đậu gì nó xuống không được hay sao ấy? Mình phải đậu ở dưới cái len. Nó vẫn chưa xuống các bạn. Phải cả trường. Rồi, để mình đậu cho nó. À ra xuống kìa. Khổ răng chứ. Tôi nghĩ làm bà nó luôn đi. Chạy cái gì đâu mà khó quá, khách khó quá các bạn. Đang quên coi ba đánh giá mình mấy sao nữa ta. Từ mình kiếm chỗ nào mình đậu vào coi. Đây đậu bà ở đây đi. Rồi ok đó.
Rồi, thắng tay lại, tháo dây an toàn ra, tắt máy. Rồi, như vậy thì ngày hôm nay mình cho các bạn đã vừa trải nghiệm lại cái tựa game City Caravan, cũng như là trải nghiệm luôn cái bản mod mới của Mazda CX-5, cũng như là trải nghiệm luôn cái nhiệm vụ gọi là Uber. Các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like, cũng như là ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha. Bạn nào mà muốn mình chơi tiếp tục cái tựa game này nữa thì comment ở dưới cho mình biết, mình sẽ làm trong các tập sau để cho các bạn xem. Ok, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.